Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì trước mắt quý vị và các bạn là con Amly Crest 4040 S3, dòng 4040 con S3 con này cao nhất ha. Rồi Crest, đây là dòng Amly được sản xuất tại Anh Quốc quý vị. Rất hay ha, âm sắc của con này rất là hay. Với mức giá cũng khá dễ chịu thôi quý vị. Đấy, con này thì nó sát thủ của những dòng loa chân dài như Tăng Noi, Spender hay là những dòng bút sao. Đấy, những dòng Tăng Noi, những dòng Bender, những dòng Habit, bút sao đấy, của châu Âu, của Anh, hay là những dòng bút sao Mỹ, những dòng loa châu Âu như Đức, Đan Mạch. Nói chung là đánh rất là tốt, âm sắc nó trong trẻo và chi tiết. Đấy, con này với cái tầm tiền bỏ ra là hôm nay em giảm còn 6,5 triệu thì rất là hợp lý quý vị. Con này thì có thời điểm nó là 8 triệu quý vị, 9 triệu luôn. Đấy, nhưng mà giá hôm nay rất là tốt quý vị, so với thị trường rẻ hơn vài triệu luôn. Đấy, âm ly nội thất bên trong là rất là đẹp luôn. Con này em cũng có giới thiệu rồi hôm trước rồi, với mức giá là 7,5 triệu. Hôm nay em giảm thẳng xuống 6,5 triệu cho quý vị sở hữu nha. Hôm trước em có quay ruột gan nội thất bên trong rất là chi tiết cho quý vị xem rồi. Ruột gan nội thất thì không phải chê, ghép với con loa Philips, loa Philips bass 20 cm nha quý vị. Chip dom dòng mắt trâu nè. Đấy, căng đét ha, rất là đẹp quý vị. Tiếng dòng Philips thì không phải chê rồi. Đấy, bộ này thì ghép với nhau cũng rất là hợp quý vị. 4,5 triệu với 6,5 triệu thì nó 11 triệu, nhưng mà đô la 4,8 triệu, em xin lỗi, nó hơn 11 triệu tí, mà nếu lấy cả bộ thì em tính 11 triệu thôi. Đấy, đô la này tiếng tuyệt vời. Để em test một đoạn cho quý vị thưởng thức chất âm của nó, mời quý vị thưởng thức nha, đeo tai nghe vào thưởng thức nha quý vị. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin nhắc lại giá con Amly hôm nay giảm còn 6,5 triệu, đô la là 4,8 triệu. Nếu mà lấy cả bộ thì em tính tròn 11 triệu cho quý vị nha. Mức giá em đã cân nhắc rất là tốt rồi quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.